Và sau đây là những phần tin địa phương thưa quý vị. Thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California yêu cầu liên bang điều tra về giá khí đốt tăng cao. Ông Gavin Newsom vừa gửi một lá thư đến Ủy ban Điều, điều tiết năng lượng liên bang vào hôm 7 tháng 2, yêu cầu cơ quan này phải điều tra về lý do mà giá khí đốt tự nhiên ở California và các tiểu bang miền Tây khác đã tăng cao. Trong bức thư gửi cho ông Willie Phillips là chủ tịch của Ủy ban Điều tiết năng lượng liên bang, Thống đốc Newsom chỉ ra rằng giá khí đốt tăng mạnh từ cuối tháng 11 và khiến cư dân California gặp khó khăn. Ông viết rằng giá bán khí đốt tăng cao bất thường khi thời tiết lạnh đến sớm hơn ở các tiểu bang phía Tây. Tuy nhiên, yếu tố này không hẳn là nguyên nhân cho những đợt tăng giá mạnh và kéo dài như vậy. Ngoài những tác động đến người tiêu dùng và doanh nghiệp, bức thư còn liệt kê những lĩnh vực bị ảnh hưởng từ giá khí đốt tăng cao như là kỹ nghệ, nông nghiệp, các cơ quan nước và giải quyết nước thải. Với sự việc này, ông yêu cầu Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang hãy tập trung các nguồn lực để điều tra, để đánh giá xem liệu việc thao túng thị trường, hành vi phản cạnh tranh hoặc là các hoạt động bất thường khác có phải là nguyên nhân khiến cho giá khí đốt liên tục tăng cao ở những tiểu bang phía Tây hay không. Ủy ban điều tiết năng lượng liên bang là cơ quan có thẩm quyền trong việc truyền tải và bán điện cũng như khí đốt tự nhiên giữa các tiểu bang Phát ngôn viên là Mary Briscoe xác nhận rằng Ủy ban điều tiết năng lượng liên bang đã nhận được bức thư và đang lên kế hoạch để xem xét. Quay sang bản tin tiếp theo cho hay, hai nghi can trộm xe ở Compton bị rượt và bắn khiến cho một người thiệt mạng. Một người đã thiệt mạng và một người bị thương trong vụ bắn nhau dẫn tới tông xe ở Compton vào sáng sớm thứ Tư ngày 8 tháng 2. Cảnh sát đã loan báo theo đài Fox 11 cho hay. Hai người này bị cáo buộc lấy trộm chiếc Mustang từ bãi đậu dành cho xe bị kéo gần khu 2100 đường East Del Amo. Sở cảnh sát của Los Angeles County đã cho hay ngay lập tức, tài xế của chiếc tow truck rượt theo và bắn về phía chiếc Mustang, trúng hai người bên trong. Hai nghi can cũng đã bắn trả trong lúc bị đuổi theo. Chiếc Mustang lái được thêm một đoạn nữa nhưng cuối cùng đã tông vào một chiếc khác ở South Los Angeles. Một người trên chiếc Mustang xuống xe nhưng đã gục chết cách đó chỉ vài phút. Người kia được đưa đi bệnh viện chưa rõ là tình trạng ra sao. Cảnh sát tới bãi đậu xe nêu trên khoảng 5 giờ 20 phút sáng thứ tư và cảnh sát chưa công bố danh tính của hai nghi can. Sự việc đang được điều tra. Và sau đây là bản tin cuối thưa quý vị. Một người đi bộ bị thiệt mạng sau khi bị nhiều chiếc xe tông liên tiếp ở trên Coast Highway ở Laguna Beach vào chiều ngày 7 tháng 2. Khoảng 6 giờ chiều, người này đang băng qua đường ở gần khu 30.600 đường South Coast Highway phía nam của đường này nice thì bị xe cộ về hướng nam chạy đến và tông nhiều lần liên tiếp. Lúc bị tông, người này không ở trong vạch đi bộ. Nạn nhân được đi đi bệnh viện nhưng đã qua đời. Cảnh sát xác nhận người này là cô Willen Mary Alvarez, 32 tuổi, cư dân của Mission Viejo. Theo nhật báo OC Register đưa tin, đây là lần thứ hai người đi bộ bị xe tông chết ở trên con đường đó ở Laguna Beach vào mấy tuần gần đây. Trước đó vào ngày 28 tháng riêng, một người đàn ông 39 tuổi bị xe tông chết ở trong khu 700 đường Coast Highway, ngay gần đường St. An. Tài xế ở trong vụ đó ở lại hiện trường và hợp tác với cảnh sát. Ông Bob Wallen, thị trường của Laguna Beach, nói rằng đường Coast Highway do Bộ Giao thông Vận tải California làm chủ và điều hành, nên chúng tôi sẽ liên lạc với họ để biết họ có thể cải thiện biện pháp an toàn nhằm bảo đảm an toàn hơn cho người đi bộ ở trên đường đó hay không ông cũng khẳng định phải quy trách nhiệm cho Cao Trans tìm giải pháp an toàn để tránh xảy ra thêm tai nạn thương tâm trong thành phố. Thưa quý vị, đó là những bản tin trong ngày của Sài Gòn TV. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý theo dõi. Xin kính chúc quý vị có một ngày thật vui và làm việc hiệu quả. Xin hẹn gặp lại quý vị.